Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn về hướng dẫn cách dùng và liều dùng của cây thuốc, đó là cây bông vạn thọ. Trước mắt chúng ta là cây bông vạn thọ. Cây bông vạn thọ này là của nhà mình trồng, dùng ăn sống và làm cây thuốc kiển. Cây bông vạn thọ là loại cây nhỏ có nhiều cành, cao từ 0,3 đến 0,7 m. Lá mọc đối, lá nhỏ dài chừng 5 mm, rộng chừng 1 mm. Mép lá có răng cưa đều. Hoa nhỏ mọc thành xiêm dày đặc, tròn xoe ở đầu cành. Hoa có màu vàng cam hoặc màu vàng đỏ. Cây bông vạn thọ mọc hoang ở khắp nơi và được người ta trồng làm cảnh để trưng cúng hay trang trí cho đẹp trong những ngày lễ, ngày Tết. Người dân thường trồng cây bông vạn thọ để làm kiểng và dùng làm rau ăn sống trong các bữa cơm. Ngoài ra, cây bông vạn thọ còn được dùng làm thuốc để trị bệnh. Về bộ phận dùng thì dùng thân, lá, hoa. Thân, lá, hoa của cây bông vạn thọ có vị the ngọt, tính ôn vào ba kinh: kinh phế, kinh tỳ, kinh thận, dùng để trị các bệnh như bệnh cảm, bệnh ho, ăn không tiêu, thận suy, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, nhức mỏi. Toàn cây bông vạn thọ dùng để nấu nước xong trong các bệnh cảm. Về cách dùng và liều dùng, nếu dùng trong cảm ho, ăn không tiêu thì mỗi ngày dùng 20 gram lá ăn sống với cơm hoặc sắc uống. Cách làm như sau: đổ nước cho ngập thuốc, sắc riu riu lửa đến khi cạn còn chừng nửa chén đến một chén, chia nước đó ra làm ba, uống sau ba bữa ăn, uống lúc thuốc còn ấm ấm. Thuốc còn lại sẽ cất trong bình thủy để uống những lần kế tiếp. Mỗi ngày mỗi uống, đến hết bệnh thì thôi. Nếu dùng trong bệnh thận suy, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, nhức mỏi thì dùng mỗi ngày 20 gram hoa tươi hoặc 10 gram hoa khô. Cách làm như sau: đổ nước cho ngập thuốc, sắc riu riu lửa đến khi cạn còn từ nửa chén đến một chén, chia nước đó ra làm ba, uống sau ba bữa ăn, uống lúc thuốc còn ấm ấm. Thuốc còn lại sẽ cất trong bình thủy để uống những lần kế tiếp. Mỗi ngày mỗi uống, đến hết bệnh thì thôi. Nếu dùng để xong các bệnh cảm thì không kể liều lượng. Dùng toàn cây bông vạn thọ, nấu sôi, thêm vài giọt dầu gió vào để xong. Và cũng có thể nấu cây bông vạn thọ với các cây khác như cây sả, cây hành,
vân vân. Và chúng ta nên chú ý rằng cây bông vạn thọ khi trồng thường bị sâu rầy, nên người trồng hay dùng thuốc trừ sâu rầy. Do đó, chúng ta nên dùng cây bông vạn thọ có nguồn gốc tự nhiên, không dùng thuốc sâu rầy thì mới tốt cho sức khỏe. Ngược lại, chúng ta dùng cây bông vạn thọ có nhiễm thuốc sâu rầy sẽ có hại cho sức khỏe, sẽ không hết bệnh. Và video về cây bông vạn thọ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé xem. Kính chúc quý vị và các bạn luôn may mắn thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kế tiếp.